Để cho thị tải một mình ra đi. Đó là những câu thơ rất là hay do các vị khách tham quan đến đây có khiếu làm thơ mà tất cả những sinh tình thôi. Nhưng cũng xin chia sẻ với cả nhà mình rằng bây giờ cái đa không còn một mình nữa đâu, mà có một cái thị con đang mọc lên để cùng bầu bạn với cái đa. Chúng ta thấy có tuyệt vời không ạ? Đây từ cái nét vẽ của cái đa, các bạn nhỏ có thấy có cái thị con đang sinh trưởng thì hẳn nhọn ra bên ngoài, cái cách hẳn ra bên ngoài đó là cái thị con mới mọc đấy. Mà cái thị con này mọc lên hoàn toàn tự nhiên, vì vậy mà mọi người nói rằng đây cũng là một điểm báo rất là tốt lành. Tức là ở đây có sự hồi sinh kế thừa không ạ? Năm 2013, Lam Kinh có 13 cây được công nhận là cây di sản. Những cây di sản tại Lam Kinh này đều có niên đại từ 200 đến 600 năm. Và cây đa này có niên đại khoảng 3 đến 400 năm. Chẳng hạn như đằng kia có một cây dưới đấy, các thầy cô các bạn quan sát cây dưới này cũng đã gần 300 năm rồi đấy. Được mọc lên từ vách tục đổ của bức tường thành phía Tây cũng là một trong 13 cây di sản. Và trong quá trình vào tham quan di tích ở bên trong, chúng ta còn gặp những cây di sản có độ tuổi từ 5 đến 600 năm. Vì vậy mà Lam Kinh cũng được xem là một trong những nơi có nhiều cây di sản nhất Việt Nam. Và thưa các thầy cô và các bạn thì chúng ta đang đứng trên sân rồng đấy ạ, hay còn gọi là sân trồng. Tức là nơi đây là nơi tế lễ, hành lễ của vua Quan. Mỗi khi mà về thăm quê hương bái tế tổ tiên thì hành lễ tại sân rồng này. Và sân rồng hiện nay vẫn là nơi thường diễn ra lễ hội Lam Kinh hàng năm vào ngày 21-22 tháng 8 âm lịch. Đó là ngày hỷ kỵ, ngày giỗ của Đức Vua. Chúng ta gần đây thì chắc chắn là lễ hội năm nào thì chúng ta cũng được dùng, đúng không ạ? Lễ hội Lam Kinh. Đó là ngày 21 và ngày 22 tháng 8 âm lịch. Vậy các bạn nào có thể cho cô biết là câu ca rất là hay rằng là 21 đề lai, 22 lê lợi, 23 dỗ quả hàng dầu, 10 trôi đá bánh. Các bạn giải thích được câu này không? Chắc chắn là có. Nhưng mà các bạn ngại thôi, bởi vì là chúng ta cũng đã từng nghe các cô thuyết trình ở sân trường rồi, đúng không? Đúng rồi đấy, bạn trai nói đúng đấy, bạn trai nói mạnh dạn chia sẻ với các bạn đi. Bắt cóc luôn. Sao bạn? Thưa cô là vua Lê Lợi mất ngày 22 tháng 8. Và trước khi mất thì ông đã nói với ông trời thần là hãy để ngày giỗ của Lê Lai trước ngày, hãy để ngày giỗ của ta trước. Đúng rồi, ngày giỗ Lê Lai trước ta một ngày. Vì sao vậy bạn? Vì sao mà Lê Lai lại có uy tín đối với Lê Lợi như vậy nhỉ? Cô là vì Lê Lai là người đã giúp Lê Lợi, là người đã thế mạng cho Lê Lợi để trốn thoát khỏi đạo quân. Đúng rồi, chính xác luôn. Đành một tràng vỗ tay cho bạn trai. Hầu như là chúng ta đều biết đúng không ạ? Câu ca rằng là 21 lên lai, 22 lên lợi, 23 dỗ bàng dầu. Thì bạn lúc nãy đã chia sẻ với các bạn rất là đúng rồi, nhưng mà cô xin chia sẻ thêm cho các bạn biết nhé. Tức là vua Lê Lợi có mất vào ngày 22 tháng 8 âm lịch. Và trước khi mất thì vua Lê Lợi có di huấn lại con cháu rằng là trước ta một ngày phải dỗ Lê Lai. Các bạn biết là Lê Lai là một vị tướng theo Lê Lợi ngay từ khởi nghĩa Lam Sơn. Ông quê ở Dự Tú, làng Dự Tú của xã Thiên Thọ, huyện Ngọc Lặc. Ngày nay cách chúng ta khoảng 6 km đấy, về phía tây bắc này. Và Lê Lai khi mà Lê Lợi dựng cửa khởi nghĩa vùng đất Lam Sơn này thì Lê Lai cùng với ba người con của mình đó là Lê Lô, Lê Lộ và Lê Lâm đã tham gia vào khởi nghĩa Lam Sơn. Và trong hội thề lúc nhau thì ông là người đứng thứ hai sau hội thề. Năm 1419 thì khi mà cuộc khởi nghĩa Lam Sơn gặp vô vàn những khó khăn thì Lê Lợi đã phải rút về núi Chi Linh. Núi Chi Linh là một cái dãy núi rất là hiểm trở ở xã Giao An của huyện Lang Chánh, cách chúng ta khoảng 50 km để ẩn náu. Thì trong cái tình thế hết sức hiểm nghèo là quân Minh bao vây mọi ngã đường ra vào của núi, thì Lê Lợi có họp bộ tham mưu và nói rằng là ai là kỳ tín của đời Hán để xông ra trận mạng để chết thay cho ta thì ta mưu lược về sau. Thì lúc bấy giờ Lê Lai đã khẳng khái nhận nhiệm vụ này, nhận hai thớt voi cùng với 500 quân cài trang thành Lê Lợi, xông thẳng ra mặt trận và hô lớn rằng là ta là chúa Lam Sơn đây. Thì quân Minh cứ tưởng đó là Lê Lợi cho nên đã tập trung mọi mũi nhọn vào quân cảm tử của Lê Lai cũng như là Lê Lai, và cuối cùng là Lê Lai đã hy sinh anh dũng, mở một con đường máu cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn tiếp tục phát triển. Cho nên là Lê Lợi đã dặn vào hậu thế rằng trước ta một ngày phải dỗ Lê Lai, người đã liều mình cứu chúa, đúng không ạ? Và sau ta một ngày phải dỗ bà Hàng Dầu. Các bạn đã nghe nói đến bà Hàng Dầu chưa ạ? À đúng rồi, bà Hàng Dầu thì thật ra chính sử không hề ghi lề về bà, nhưng mà dân gian vẫn nhớ đến bà. Bà là người bán dầu và thường thắp ngọn đèn dầu trên đỉnh núi Lam Sơn để báo hiệu cho nghĩa quân. Bà còn chịu trách nhiệm về mặt lương thảo hậu cần. Và quân Minh biết điều đó thì bắt bà tra tấn và sau đó giết hại bà. Thì Lê Lợi cũng rất là cảm kích trước tấm lòng nghĩa sĩ của người phụ nữ này, cho nên dặn dò hậu thế rằng sau ta một ngày phải dỗ bà Hàng Dầu. Cho nên bà Hàng Dầu có dỗ vào ngày 23 tháng 8 âm lịch sau Lê Lợi một ngày. Như vậy là lễ hội Lam Kinh kéo dài suốt 3 ngày là 21, 22 và 23 là dỗ bà Hàng Dầu. Hiện nay trên đỉnh núi Dầu có đặt một cái ban thờ rất là bé nhỏ để thờ bà Hàng Dầu do dân gian lập lên. Và sau này theo dự án của khu di tích lịch sử Lam Kinh thì chắc chắn sẽ xây dựng ở trên đỉnh núi Dầu một cái đền hai gác để thờ bà Hàng Dầu, người phụ nữ rất là có công cho khởi nghĩa Lam Sơn.
còn mưa trôi lá bánh. Chúng ta đã là người dân Thanh Hóa đúng không ạ? Được, bao giờ cũng được trải nghiệm điều này. Tức là đến lễ hội bao giờ trời cũng mưa. Và mưa rất là to vào ngày cuối lễ là ngày 23 tháng 8 âm lịch. Như vậy là chúng ta đã hiểu rõ về câu 21 lên 2, 22 lên lợi, 23 giữa bàn cầu rồi chúng ta, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển nhé.